Và sau khi buổi trình diễn khai mạc của hội chợ Tết sinh viên, mình được một vài phút để đi tìm hiểu về hội chợ Tết sinh viên có cái gì đặc biệt. Nhiều năm mình lúc nào cũng muốn thăm làng Việt Nam nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội. Và kỳ này Khang và cùng gia đình sẽ đem với khán giả đi thăm làng Việt Nam có cái gì tại hội chợ Tết sinh viên năng. Nếu mà khán giả xem video này thì Khang cũng biết Tết đã qua, nhưng mà Khang cũng muốn dùng cái video hôm nay tiếp tục để nói thêm về những cái hoạt động của tuổi trẻ mà đang giúp để giữ gìn cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình. Tại sao mình phải tiếp tục ủng hộ các bạn trẻ này và các những cái sinh hoạt như đây. Ok, và mọi người, và sau khi mình coi cái opening ceremony khai mạc, và bây giờ mình sẽ đi vào thăm hội chợ Tết sinh viên sẽ ra gì, có khác biệt gì hội chợ Tết ở Việt Nam không? Let's go! Cái con đường đến làng Việt Nam tại hội chợ Tết sinh viên, tuy mình sẽ có rất nhiều điều để xem, như là những trò chơi cho con nít, những cái món thức ăn, và đặc biệt những cái gọi là Instagram picture spot, là chỗ chụp hình Instagram cho những người nào thích post Instagram. Nhưng mà mình không quên mục đích của mình vẫn là tới thăm làng Việt Nam. Mình xin khán giả cùng trải nghiệm làng Việt Nam với Khang và gia đình năng. Ha, cũng hơi lạ ha. Cái này là gọi là hội chợ Tết sinh viên. Mình không thấy những trò chơi phong tục của người Việt Nam mình, mà tôi thấy là những cái trò chơi hội chợ của người Mỹ không à. Vậy những cái trò chơi truyền thống của người Việt Nam mình đang ở đâu? Tiếp tục đi theo nè. Ngoài ra những gian hàng trò chơi, mình cũng có rất là nhiều sân khấu nhỏ để cho những hội đoàn được một cơ hội để trình diễn những môn đặc biệt của họ. Đây là một sân khấu nhỏ nè mọi người, và hiện giờ có nhóm Vovinam đang thực hiện một cuộc trình diễn, bài trình diễn võ thuật. Thì dĩ nhiên rồi nè mọi người, cái này là hội chợ Tết thì mình sẽ có gặp được rất là nhiều gian hàng khác nhau, như là gian hàng quảng cáo đi đại học gọi là ICANN, và cũng có những cái chương trình đặc biệt, đó là chương trình múa võ Vô Vi Nam. Mình cảm thấy một cái sự hào khí làm người Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ bước vào làng Việt Nam nè mọi người. Nhiều năm mình nói mình muốn thăm làng Việt Nam coi rồi có cái gì. Lúc nào mình nghe nhiều, và bây giờ bước vào làng Việt Nam. Ô, chụp hình nè, vô chụp hình nè. Cái này là làng Việt Nam mọi người, và đây là quán đầu làng, và bây giờ sẽ quán đầu làng đây, mình sẽ vô chụp hình nè. Get in, get in, get in.
Ok, vô chụp hình nha. Bánh chưng bánh tét nè, bánh chưng bánh tét nha. Yeah. Cho những người nào mà đang xem video này tại Việt Nam thì cái cảnh làng Việt Nam này không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà sau khi Khang nhìn thấy hai đứa con nhỏ của Khang rất là vui khi cầm được cái bánh chưng bánh tét và được ngồi những cái bàn trong một cái làng nhỏ tại một cái phong cảnh của người Việt Nam mình, thì Khang cũng rất là vui và rất là mừng vì các em đang được sống lại một cái gì đặc biệt của nguồn gốc của người Việt Nam mình. Vì đó, tại sao mà Khang lại khuyến khích mọi người nên tiếp tục ủng hộ những cái sinh hoạt của các bạn trẻ tại Mỹ mà đã có cái tính cách để gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt. Hey, và mọi người, đây là Demille Elementary, một trong những người hãng sponsor cho hội chợ Tết hôm nay. Chị siêu em? Ngọ, con ngựa. Wow, đây là nhiều loại hoa mai. Ồ, cái này bonsai hoa mai nè. Cái gì đặc biệt không? Không có. Hội cây kiến bonsai. Thì sao? Cây này, cây mai nhỏ đây là mà họ dùng cái thanh trong giả hoặc cuốn nó lại nè. Ồ, là một cây mai riêng nhưng mà nó cuốn đấy hả? Họ cuốn được cái gốc cây giả, cái gốc cây giả. Ồ, cây giả. Cây giả nó cuốn thành cây mai. Nhưng mà có thể sau này nó sẽ kéo cây đó ra không? Họ muốn kéo nhưng mà họ làm gì nó đẹp. Ồ, như cây này cũng đi nè. Cây này cây đào rồi hả mấy mẹ? Ai ta tưởng là bonsai nhưng mà không. Không phải. Khang cũng muốn cảm ơn người nào mà đang coi cái video đến khúc này đang ngồi khán giả. Thì trong cái video này mình nói về tuổi trẻ tìm hiểu thêm về truyền thống, phong tục của người Việt Nam. Nhưng mà Khang đang quên rằng Khang đang đi cùng với ba mẹ Khang. Nhất là ba Khang đang, ông ta cũng đã đến gần 70 mấy rồi. Mình mới nghĩ đến rằng cái này không phải là chỉ có tuổi trẻ tìm hiểu đến văn hóa phong tục của người Việt Nam mình, nhưng mà cũng có cái cơ hội cho các người lớn đã sống, sinh sống tại Việt Nam để nhớ lại những kỷ niệm xưa, những làng quê mà ba Khang đã lớn lên. Vì đó là lý do Khang muốn tiếp tục ủng hộ những cái chương trình, hoạt động, văn hóa, phong tục truyền thống của người Việt Nam mình, nhất là từ các bạn trẻ. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem chương trình Passport to Thành Công nàng. Ai thích thì xin cho Khang một like để mình giúp chương trình, cái channel mình được càng ngày càng lớn hơn. Còn nếu không thích thì cũng không sao. Cảm ơn mọi người đã đang xem video này. Alright, hẹn gặp khán giả vào video kế tiếp.